Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. À, các bạn yêu cờ, trong video buổi tối ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn phần bình luận nhanh về cái trận đánh của kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện nay là anh Lại Liễu Hinh và kỳ thủ Trần Chánh Tâm đánh tại vòng 3 của giải A1 Việt Nam đang thi đấu tại thành phố Vũng Tàu. Ở trong cái trận đánh này thì bên của anh Huynh được cầm bé đỏ đi tiên, lập tức cầm trung pháo để tấn công hệ thống của bên đen. Bên đen đối lại bằng phương án cờ là mã 2-3. Các bạn thấy được thường thì bên đen sẽ đi cờ là mã 8-7 để hình thành bình phong mã hậu thủ. Tuy nhiên thì trong cái trận chiến mà bên đen đi cờ là mã 2-3 thì sẽ báo hiệu cái trận pháp phản cung mã để chống lại pháo đầu của bên tiên. Đây là một trong những cái ba loại khai cuộc được coi là chính quy để chống lại pháo đầu, đó là phương án bình phong mã, thuận pháo và phản cung mã. Thì từ đây thì bên đen đi cờ tiếp nối là phương án pháo 8-6, bên đỏ xe 1-2, bên đen mã 8-7. Lập tức binh 3-1. Sau khi bên của anh Huynh đi cờ binh 3-1 thì bên đen là có khá nhiều đường hướng để có thể phát triển quân lực của bên mình. Thường thì người ta sẽ ưu tiên chơi cờ binh 3-1 để mở thông một lỗ mã. Theo cái phương án này thì hai bên sẽ phát triển theo một cái hình khai cục các bạn sẽ thấy được rất nhiều trong kỳ đại hiện nay. Xe 1-2 và sẽ là phương án pháo 2-4 để ghim xe, bên đỏ sẽ có thủ pháp mã 9-7. Tuy nhiên thì trong cái trận đánh ngày hôm nay thì bên đen không đi thì hướng đó, anh Trần Chánh Tâm người cầm bên đen đã đi một biến khác được phương án xe 9-1. Đây được coi vẫn được coi là một trong những cái biến mạnh để chống lại hệ thống pháo đầu tiên thủ. Bên anh Huynh lập tức cho pháo 8-4 ngay. Bên đen mở binh 3 vật qua nhìn tượng ép phải treo tượng 7-5. Tới đây thì lại Liễu Hinh đi cờ là mã 8-7 để phát triển mã, về sau sẽ có những cái đường cờ phát triển hệ thống binh 5 để hình thành pháo đầu mã đội. Xe 1-2, xe 9-8. Tới đây thì bên đen tiếp tục đi một lớp cờ khác biệt, đó là phương án pháo 2-4. Đây là cái đường cờ mà khiến cho lực mã của bên tiền sẽ khó xuất kích hơn. Ngoài ra thì có một biến khác, đó là phương án chạy con xe 9-4 qua lộ 4 đây để chiếm lộ thông đường. Các bạn thấy được đây là cái hệ thống khai cục mà hai bên sẽ thi đấu giằng co rất nhiều cái phần trung tàn về sau. Ở trong cái trận đánh này thì bên đen đã đưa nước cờ là pháo 2-4 ngay để ngăn cản sự hoạt động mạnh của hai con mã của bên anh Huynh về sau. Bên đỏ tránh trước cái đường phản của bên đen bằng tình huống cờ là có thể bất ngờ vũ tốt đầu trừ tướng thì đã cho chống sĩ lên. Đây là một nước cờ phòng ngự từ xa để chuẩn bị quân lực để tìm hình khai thác. Bên đen xe 9-1, đây là một nước cờ sẽ dọa cái thủ pháp xe 9-2 để làm khó bên đỏ. Khi bên đen đánh tại bên này thì bên anh Huynh có hai phương án cờ để có thể chơi. Một là phương án xe 2-6 để bảo pháo. Ngoài ra thì có một biến khác được coi là nó tấn công tích cực hơn. Mặc dù cả hai biến đều là biến mạnh nhưng mà do cách lựa chọn thì nó có khác biệt một chút cho hình cờ về sau. Chúng ta sẽ thử qua phương án ở đây mà bên đỏ đi cờ binh 5-1 thì sao? Khi đó thì bên tiên vẫn không thật sự lo ngại cái biến hóa bên đen đi xe 9-2. Bởi khi đó thì bên anh Huynh sẽ có đường cờ mà 3-4 ngay. Ở trong thực chiến thì bên đỏ của Lại Liễu Hinh đi cờ là xe 2-6 để giữ pháo, không cho bên đen có thủ pháp đi cờ là xe 9-2 trước. Sĩ 6-5. Tới đây mới là binh 5-1. Xe 2-4 để khống chế điểm cao. Các bạn thấy đây là một trong những cái hệ thống khai cuộc mà bên đen có lẽ là đã nghiên cứu rất sâu về cái trận pháp hậu thủ phản cung này. Bên Liễu Hinh tiếp tục đi cờ binh 5-1. Đây là một đường cờ phế tốt để có thể chuyển pháo qua lỗ khác. Bên đen ăn ngay và bên anh Huynh đã lập tức cho binh 3-1 phế tốt. Các bạn thấy được ở đây nếu mà tốt ăn lên ấy, thì bên thì hướng cờ là chuyển qua đây để bắt cục, nếu mà tượng thoái về là có thể bình con xe 2-3 để đè chặt cái đường mã và sẽ tận dụng cơ hội để đưa nước cờ là mã 3-4 để tiến lên về sau. Thì rõ ràng đây là hình thế mà hai con mã của bên đen sẽ bị đè chặt và rất khó để có thể tiến lên. Ở trong thực chiến thì với trình độ khai cuộc cũng rất cao của mình, anh Trần Chánh Tâm không đi thì hướng đó mà đã cho nó cờ mã 3-4. Đây được coi là một trong những cái biến hóa mạnh nhất để tấn công ngược trở lại bên đỏ. Lại Liễu Hinh tới đây lại có hai biến để có thể đi tiếp. Ở trong thực chiến anh đi phương án cờ là pháo 3-8 để âm mưu phục sẽ giật con pháo về để ăn pháo của bên đen. Tuy nhiên đây lại là một cái đường cờ nó khiến cho bên đen đã có những cái giải pháp rất hay để chống lại. Ngoài ra thì mình sẽ trình bày thêm cùng các bạn một biến khác mà bên đỏ có thể đi, đó là phương án pháo 3-7.
Đây là cái tình huống cờ mà vẫn chạy phá qua để phục cái thủ pháp là đưa con binh ba tiến lên. Các bạn thấy được nếu mà bên đen ăn tượng lên ấy tốt thì bên đỏ sẽ có thủ pháp là chạy qua đây để bắt đôi, thì rõ ràng là bên đen sẽ không được hay. Tuy nhiên đánh như vậy thì bên đen có thể có được đường cơ đỡ khác bằng tình huống cờ là xe trên binh 7. Bên này có rẽ qua đây để che đường, thì các bạn thấy vẫn là cái hình cờ mà hai bên sẽ rất là xô xát và giằng co cái phần ở chung cuộc về sau. Chúng ta xem trong thực chiến thì lựa chọn của Đại Huynh là phương án pháo 3 bình 8. Anh sẽ phục cái thủ pháp là thoái pháo về để bắt con pháo đen. Tuy nhiên thì bên đen đã có cái đường hướng xử lý cũng rất hay. Ở bên của danh thủ Trần Chính Tâm đã lập tức đi là cờ binh 7 tiến 1 phế tốt để mượn đường đuổi con pháo đỏ đi. Thì từ đây là bên đỏ đã có hai biến để có thể chơi tiếp. Cả hai biến này thì đều dẫn ra cái hình cờ mà bên đỏ không thật sự ưu, và hai bên sẽ đấu một loạt quân chủ lực để có thể chuyển về hình cờ tàn đơn giản. Ở trong thực chiến thì kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện nay đó là danh thủ Đại Lữ Hình đã cho nước cờ là pháo 8 thoái 3 để ăn pháo đen đi. Thì ngoài ra mình sẽ trình bày khác một biến khác cho các bạn có thể tham khảo thêm, là phương án bên đỏ có thể đi nước cờ binh 7 tiến 1 để cho bên đen có thể chém về pháo, thì bên đỏ sẽ có đường cờ là phế tốt đi nước cờ trực tiếp binh 7 tiến 1 để có thể tạo ra hình thế nó đổi quân, nhưng mà nó khiến cho bên đỏ còn một chút thế đánh hơn. Ở đây thì các bạn nhìn thấy được xe đen thì bắt buộc phải ăn vào hoặc là ăn tượng lên. Ở trong cái bối cảnh mà ăn tượng lên ấy, thì bên đỏ sẽ phát triển mã 7 tiến 6 để bắt lại cây đang là bắt đôi. Ở trong bối cảnh mà ăn xe vào đây thì có thể sẽ ăn qua đây ngay và sẽ tạo ra một loạt những hình mà hai bên sẽ đấu quân chủ lực. Về cơ bản vẫn là cái hình thế mà hai bên sẽ rất dễ dẫn tới hòa cờ khi mà bên đen vẫn có hệ thống phòng thủ rất là chắc chắn và kín kẽ. Chúng ta sẽ xem thì trong cái thực chiến ở đây thì bên đỏ của Lại Lữ Huynh không chọn tình huống đó mà anh đã cho phương án cờ là pháo 8 thoái 3. Ăn pháo đi, chấp nhận để cho bên đen đấm binh 3 tiến 1 để bắt lại cây. Ở trong tình huống này thì bắt buộc là bên đỏ phải thoát đi rồi. Bên đen ăn ngay mã 3 tiến 5 và ăn qua đây. Thì các bạn thấy đánh cờ tới đây thì chúng ta thấy được là bên đen đang cũng khá là đẹp hình khi hậu thủ trước kỳ thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay là anh Lại Huynh, đặc biệt là người có phần xử lý khai cuộc được coi là tương đương với cờ tướng Trung Quốc. Ở trong cái biến này thì bên đỏ của Lại Huynh xe bình 3 đè mã ngay, bên đen không thoát mã đi bởi đây là một biến yếu mà đã lập tức cho phương án cờ binh 5 tiến 1. Bên anh Huynh đã phải cho mã 5 tiến 7 ngay. Ngoài ra chúng ta sẽ xét thêm nếu mà bên đỏ đi được cờ pháo 5 tiến 2 thì sao. Khi đó thì bên đen sẽ có thời cơ chạy ngay phương án xe 2 bình 5 để bắt lại quân. Các bạn thấy là sau khi hệ thống này thì hai bên sẽ cân cờ. Cái đường cờ phế tốt vừa rồi được rất nhiều cao thủ sử dụng trong một trong những cái đối sách để chống lại hệ thống pháo đầu mã đội. Và trong cái trận này thì bên đen đã có đường cờ phế tốt để chuyển xe qua nhìn lại hệ thống pháo mã trên cùng một trục dọc của bên tiên. Các bạn thấy được đánh như thế này thì hai bên sẽ là cân bằng thôi, rất khó để có thể thắng lợi lẫn nhau. Bên đỏ có ăn xe 3 tiến 1 đấy, thì bên đen sẽ xuất đầu chủ lực bằng phương án xe 9 binh 8 đang dọa cái thủ pháp là có thể tiến tiếp là phương án xe 8 tiến 5 để bắt mã, và rõ ràng đây là cái hình thế mà hai bên có lẽ sẽ đứng ở cái thế cân bằng. Bên đỏ đi tiếp thì có khá nhiều đường cờ có thể lắc qua đây, bên này ăn thì có thể mượn đường để cho thoái xe về để phòng thủ và tìm đường đấu quân và gác tượng lên để chờ thời. Chúng ta sẽ xem thì trong cái thực chiến của hình cờ khi đánh tới hình cờ này thì bên của anh Huynh đã không đi được cờ pháo 5 tiến 2 mà đã cố gắng cầu biến bằng phương án mã 5 tiến 7 để thoát lên tìm điểm công kích trận hình của bên đen. Tuy nhiên thì trong cái trận pháp này thì bên đen cũng đánh rất hay. Anh Trần Chính Tâm đã đi được cờ C2 bình 7 để đánh xe đánh tượng bắt buộc bên đỏ phải đấu cây. Các bạn nhìn thấy ngay nếu mà cố đánh nhưng mà chuyển xe đi thì vỡ tượng thì hình cờ sẽ rất là kém. Vỡ tượng thì bên đỏ sẽ bị chiếu tướng ngay và bên đen sẽ thoát được mã 7 tiến 6 lên để tấn công tích cực vào trận hình của bên đỏ. Bắt buộc ăn V và tượng 5 tiến 7 bắt xe bên tiên của kỳ thủ Lại Huynh đi cờ tiếp nối là phương án xe 8 tiến 3. Đánh tới đây thì hai bên đã đồng ý là ký hòa và chúng ta thấy được bên đỏ còn xe pháo mã hai đầu tốt, bên đen cũng còn xe pháo mã dư một con binh năm, nhưng mà trận hình của hai bên là cân bằng và có đánh tiếp ấy thì cũng chỉ có thể dẫn tới thắng thua khi một bên đi sai lầm, nhưng mà đây là cái thể thức cờ chậm cho nên là cái sai lầm sơ đẳng thì rất ít khi xảy ra.
chúng ta sẽ xét qua một số phương án đánh tiếp có thể như sau. Nếu mà bên đỏ muốn đánh tiếp thì bên đen sẽ đi được cờ thoái tượng về trước để phòng thủ, bên này còn tiến lên đây để đe dọa nhảy ngoạn đào. Thì cái biến này nó không thực sự nguy hiểm khi mà bên đen đã trấn thủ được con pháo tài sĩ cực mạnh. Bên đen sẽ sai chỉ tiến 2. Đánh tiếp thì có hai đường cờ, một là thoái mã vì ăn tốt đâu. Thì bên đen cũng bốc được con mã của mình lên. Các bạn nhìn thấy hình cờ là cân bằng, cái điểm phát triển của con mã đỏ cũng là chưa có. Con có thể chiếu đây thì cũng không lo ngại. Ở chiếu đây thì bên đen sẽ xuất tướng thôi. Bên đỏ có vụ chiếu đây thì có thể có đường cờ bình tốt để chay đường lại. Rõ ràng là bên đỏ cũng không có thế đánh. Như vậy trong video trên mình vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn cái ván đấu này. Do cái chương trình bình luận được kết thúc rất nhanh sau cái ván đấu thực chiến cho nên là sẽ có những cái sai sót rất khó tránh khỏi. Rất mong các bạn sẽ thông cảm và đăng ký đón chào những chương trình mới của kênh trong những ngày tới. Đặc biệt sẽ gửi tới các bạn những trận đấu hay nhất của giải cờ tướng A1 Việt Nam.